Nếu như nhìn mẹ tôi xong hình vuông nè, con nhìn có đẹp không nè? Nếu như nhìn có đẹp không? Dạ đẹp. Màu gì con? Màu cá. Màu cá. Màu này. Tôi thấy chiếc cây. Còn màu này con? Màu quán. Rồi hình tròn màu gì bé Nhi? Hình tròn màu gì? Màu hai. Rồi bé Nhi giỏi quá. Bé Nhi.